Hello mọi người, mình đang ở bãi sau của Vũng Tàu. Trời ơi đẹp quá, quá trời đẹp luôn. Biển hôm nay nhiều người quá, hôm nay chủ nhật. Quá trời người luôn. Anh đi kiếm đồng đội mọi người. Mày bao nhiêu nhưng mà chẳng mấy. Mày nhớ điều ăn. Mẹ nó ra. Giờ mưa. Hôm nay trời mới mưa xong, nắng lại. Nhiều người đi tắm biển quá. Quá trời người luôn. Lấy ghế nữa không? Thôi mà đứng lên giùm em đi, mình muốn có ba ghế mà ngồi lên rồi sẽ ra khách mướn. Nay chủ nhật mọi người quá đông. Đông quá trời đông luôn. Tạm biệt mọi người nha, kết thúc clip ở đây. Nhớ ủng hộ kênh nha mọi người.